Chào mừng quý vị trở lại với Lê Đinh Vlogs USA. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với kênh YouTube Leading Vlogs, mời quý vị cùng đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo khi Leading Vlogs có video hay thông báo mới. Nếu thấy video này hữu ích, xin quý vị nhấn nút like và share để chia sẻ thêm cho nhiều bà con cùng biết đến. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị có thể tham khảo nguồn dẫn gốc của những bản tin này ở phần description của video. Quý vị thân mến, bản tin ngày hôm nay có liên quan đến tình hình của gói cứu trợ lần 2 và số tiền 300 đô từ lệnh hành pháp của Tổng thống Trump. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay mang tựa đề Sau khi dự luật cứu trợ Safe to Work của Đảng Cộng Hòa thất bại, chuyện gì sẽ xảy ra? Theo một bản tin từ tờ CNET đăng vào ngày 12 tháng 9, và vừa được cập nhật lại vào ngày 13 tháng 9. Tòa soạn báo này cho rằng, với việc Thượng viện không thông qua dự luật cứu trợ coronavirus gây còm do đảng Cộng hòa hậu thuẫn vào tuần trước, các nhà đàm phán của Nhà Trắng và Dân Chủ sẽ cần phải kiểm tra lại các bước của họ và tìm ra các lĩnh vực thỏa thuận nếu họ muốn soạn thảo một dự luật kích thích kinh tế để giúp đỡ người Mỹ và các doanh nghiệp chủ tịch hạ viện nancy pelosi đã nói hôm thứ sáu tôi có lạc quan chúng ta phải cố gắng tìm ra điểm chung của mình tôi nghĩ rằng chúng ta nên có một thỏa thuận đó là điều chúng ta đều mong muốn nhưng ông lãnh đạo đa số thượng viện miss mcconnell lại không khả quan như vậy ông cho biết tôi không thể dự đoán chúng tôi sẽ gặp nhau ở đây trong hai tháng cuối cùng trước cuộc bầu cử tôi ước tôi có thể nói với bạn rằng chúng tôi sẽ có một gói kích thích khác, nhưng điều đó có vẻ không ổn ngay bây giờ. Vì vậy, các bước tiếp theo sẽ là gì? Theo tòa soạn báo CNET, có ít nhất 5 điều có thể xảy ra, tùy thuộc vào những diễn biến tiếp theo trên điện Capitol. Khả năng thứ nhất, một dự luật cứu trợ toàn diện duy nhất có thể được đưa trở lại bàn đàm phán. Vẫn theo CNET, các cuộc đàm phán chính thức về dự luật tổng thể vẫn chưa bắt đầu lại nhưng Thượng viện đã trở lại làm việc sau thời gian nghỉ giải lao vào tuần trước và Hạ viện dự kiến sẽ hoạt động trở lại trong tuần này sau khi thông qua dự luật bưu điện trong thời gian nghỉ. Tổng chi phí của gói cứu trợ là nguyên nhân của những bất đồng. Nhà Trắng đã gợi ý rằng họ có thể lên đến 1.5 ngàn tỷ đô la trong khi đảng Dân Chủ đã giảm từ đề xuất 3 nghìn tỷ đô la ban đầu xuống còn 2.2 ngàn tỷ đô la. Điều này chứng minh đã có những tiến bộ Việc tiên đoán về một dự luật kích thích kinh tế khác được thông qua trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ biến động từ ngày này sang ngày khác. Khi ngày bầu cử càng tiến gần, khả năng đáp ứng của các cấp lãnh đạo về gói cứu trợ lần này sẽ là trung tâm cho các ứng cử viên ở tất cả các cấp, gia tăng áp lực chính trị để có thể thông qua một gói cứu trợ tiếp theo hoặc ít nhất là hình thành một kế hoạch mới an toàn hơn. Phương án thứ hai có thể quốc hội và chính phủ sẽ thông qua những dự luật từng phần theo lời đề nghị trước đó của ông bộ trưởng bộ tài chánh Steven Mnuchin trong những đạo luật cứu trợ từng phần ít nhất đã được hai đảng đồng ý bao gồm những đề xuất cứu trợ tức thời cho các gia đình trường học và doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ đặc biệt có bao gồm tấm check 1200 đô cho những cá nhân và gia đình đủ điều kiện phương án thứ ba theo tòa soạn báo CNET, có thể là những lệnh hành pháp tiếp theo được ban hành, thay thế cho những điều luật chính thức. Tổng thống Trump cho biết chính quyền có thể xem xét một hành động điều hành khác để có thể giải phóng 300 tỷ đô la viện trợ từ một tài khoản chưa sử dụng để có thể giúp đỡ cho người Mỹ nếu quốc hội không bỏ phiếu để chuyển hướng các khoản tiền đó. Khả năng thứ tư có thể xảy ra đó là gói cứu trợ có thể tiếp tục bị giữ lại cho đến sau cuộc tổng tuyển cử. Với cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 còn chưa đầy 2 tháng nữa, bầu không khí ở Washington có thể đã quá nặng về mặt chính trị để có thể tiếp tục thảo luận và thông qua những dự luật cứu trợ kinh tế. Các nhà lãnh đạo có thể sẽ muốn xem điều gì sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử. Những sự thay đổi về số ghế trong Quốc hội Hoa Kỳ cũng như bản thân của Tổng thống cũng có thể làm thay đổi khả năng một số dự luật được thông qua bằng cách này hay cách khác. Khả năng thứ năm là khả năng mà không bất kỳ một người dân nào mong muốn, đó là sẽ không có một gói cứu trợ bổ sung nào được thông qua. Trước tình hình tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao đáng kinh ngạc và một cuộc khủng hoảng nhà ở đang rình rập, nếu không có hành động nào được thực hiện đối với một gói cứu trợ mới, hoặc giả chỉ là những đề xuất từng phần hay một vài lệnh điều hành để có thể cứu nguy tức thời. Điều đó có thể khiến nền kinh tế sẽ rơi vào một cuộc suy thoái sâu hơn vì các nhà kinh tế đã nói rằng những thiệt hại đã gây ra đang bắt đầu phản ánh một cuộc đại suy thoái vào cuối những năm 2020. Bản tin tiếp theo là một bản tin có liên quan đến số tiền 300 đô la trợ cấp hàng tuần từ quỹ của liên bang theo lệnh hành pháp của Tổng thống Trump. Theo tạp chí Business Insider, chương trình hỗ trợ tiền lương bị mất mỗi tuần 300 đô của Tổng thống Trump sắp sửa chấm dứt trong tuần này. Theo FEMA, các tiểu bang đã được lên danh sách sắp xếp để nhận đủ ngân sách hỗ trợ 6 tuần lễ, tính ngược lại từ ngày 1 tháng 8. Trước tình hình về một gói cứu trợ mới, vẫn không có gì sáng sủa. Gần 30 triệu người Mỹ vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp. Hầu hết những người lao động thất nghiệp sẽ nhận được thêm đến 1.800 đô la Tiền trợ cấp thất nghiệp thông qua chương trình hỗ trợ tiền lương bị mất do chính quyền của Tổng thống Trump đưa ra vào tháng trước. Chương trình này trả một khoản trợ cấp liên bang 300 đô la một tuần trên số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động hiện đang nhận từ tiểu bang. Theo CNBC, một phát ngôn viên của cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang, thuộc cơ quan giám sát chương trình cho biết, các tiểu bang đã nộp đơn và đã được chấp thuận cho khoản trợ cấp mất tiền lương sẽ được cấp tối đa 6 tuần cho những người lao động đủ điều kiện. Các tiểu bang nên có kế hoạch thanh toán cho những người lao động bồi thường đủ điều kiện trong vòng không quá 6 tuần kể từ tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 8 năm 2020. Ở một số tiểu bang như Kentucky, Montana và West Virginia, các người lao động thất nghiệp lại được bổ sung thêm 100 đô la, tổng cộng là 400 đô la mỗi tuần Do đó, người lao động ở các tiểu bang này sẽ nhận được tổng cộng 2.400 đô la trong 6 tuần thông qua chương trình mất lương của lệnh hành pháp. Theo lời phát ngôn viên của FEMA, FEMA đã giới hạn thời hạn 6 tuần dựa trên dự báo của tiểu bang và bộ lao động cũng như tỷ lệ chi tiêu hiện tại của từng tiểu bang. 48 tiểu bang cùng với tiểu bang Washington, District of Columbia và Guam đã được chấp thuận cung cấp khoản thanh toán là 300 đô la. Người phát ngôn cho biết, FIM đã phân phối 30 tỷ đô la cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ này. Họ nhận được sự chấp thuận ban đầu cho 3 tuần hỗ trợ và phải nộp đơn cho 3 tuần bổ sung. Ít hơn một nửa số tiểu bang đã được chấp thuận đã bắt đầu xử lý và giải ngân các khoản thanh toán cho người lao động đủ điều kiện. Một số cho biết, Họ không mong đợi bắt đầu phát hành trợ cấp cho đến cuối tháng 9 hoặc tháng 10. Phát ngôn viên của FEMA cũng nhấn mạnh rằng, bất kể các tiểu bang và vùng lãnh thổ đang ở đâu, để nhận và phân phối tài trợ của FEMA, FEMA sẽ tài trợ 6 tuần với số tiền trợ cấp thất nghiệp bổ sung 300 đô la cho mọi tiểu bang và lãnh thổ đã nộp đơn xin hỗ trợ này trước ngày 10 tháng 9. Mặc dù FEMA đã không còn chấp thuận những đơn xin trợ cấp nhưng các tiểu bang và những vùng lãnh thổ vẫn có thể gửi những yêu cầu để nhận thêm những tuần bổ sung nếu họ có nộp đơn trước thời hạn ban đầu, theo lời người phát ngôn viên. Bởi vì 6 tuần đã trôi qua kể từ tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 8, người lao động thất nghiệp chỉ có thể nhận được một khoản thanh toán một lần. Tuy điều đó vẫn phụ thuộc vào cách của mỗi tiểu bang quản lý trợ cấp, người lao động phải xác nhận rằng họ thất nghiệp hoặc bị thất nghiệp một phần do sự gián đoạn của COVID-19 để có thể đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán này. Và người lao động cũng phải hiện đang nhận được hơn 100 đô la một tuần tiền trợ cấp từ quỹ của tiểu bang. Theo một cập nhật mới nhất, từ trang chủ LWA Tracker, tiểu bang Colorado sẽ bắt đầu nhận tiền vào ngày 15 tháng 9, Connecticut 18 tháng 9, Delaware 14 tháng 9, Indiana 21 tháng 9. Kentucky 13 tháng 9. New York 14 tháng 9. Pennsylvania 14 tháng 9. Washington 21 tháng 9. West Virginia 14 tháng 9. Năm tiểu bang đã nhận đủ 6 tuần là Arizona, Massachusetts, Missouri, Montana và Texas. Những tiểu bang sau đây đã được FEMA chấp thuận nhưng chưa có thông báo ngày nào người dân sẽ nhận được tiền. Đó là Alaska, District of Columbia, Hawaii, Kansas, Nebraska, Nevada, New Jersey, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Virginia, Wisconsin và Wyoming. Nếu tiểu bang của quý vị không nằm trong những tiểu bang vừa được nêu tên, có nghĩa là quý vị đang ở trong giai đoạn nhận tiền, có thể là 3 tuần 4 tuần hoặc 5 tuần. Quý vị thân mến, đó là toàn bộ những bản tin cập nhật của ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USA. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin kính chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui, khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.